Mến chào các bạn. Tủ sách nhỏ rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung video ngày hôm nay với một bài viết rất hay về chủ đề khởi nghiệp của tác giả Alan Phan. Xin giới thiệu tới các bạn, tiến sĩ Alan Phan, tên thật là Phan Việt Ái. Ông là một nhà kinh doanh, giảng viên thỉnh giảng, nhà báo và nhà viết sách. Ông là một doanh nhân nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam vào những năm 60 của thế kỷ 20, khi tổng nhân viên lên đến 18.000 người. Với vai trò là người sáng lập nên các công ty Foremost Dairy, tiền thân của Vinamilk ngày nay, Mekong Ka, Dona Foods. Ông được ví như Fukuyawa Yukichi của Việt Nam, với mục đích khai phóng tư duy lệ thuộc với tư tưởng độc lập, tự do, làm ăn bằng chính sức lực của cá nhân, doanh nghiệp hay quốc gia. Và ông cũng là người Việt đầu tiên đưa công ty Haco niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 1997 và đạt thị giá 700 triệu đô vào năm 1999. Alan là người thực hiện hai chương trình từ thiện 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em Việt Nam và tiếp lửa cho doanh nhân Việt. Là người Việt đã đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, sánh ngang tầm với các doanh nhân trên thế giới. Sau đây, tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng đến với bài chia sẻ về chủ đề khởi nghiệp của tiến sĩ Alan Phan. Tôi đã mất hơn 5 tiếng để nghĩ và viết về điều này. Vì thế, bạn đừng tiếc 5 phút ngồi đọc hoặc lắng nghe, vì biết đâu một ngày nào đó, bạn cũng sẽ mở một công ty và chắc chắn điều này sẽ giúp bạn rất nhiều đấy. Những gì tôi sắp viết, bạn sẽ không thấy trong sách nào hay báo chí nào. Mong rằng sau bài viết này sẽ có nhiều người cân nhắc về cơ hội khởi nghiệp của mình. Vì những người viết báo khởi nghiệp không phải là những người khởi nghiệp. Có phỏng vấn đại gia thì người ta cũng sẽ trả lời theo kiểu báo chí. Và những đại gia thường bận quá chẳng chịu viết. Nếu họ có viết sách thì khi đó họ đã quá thành công và không còn nhớ cái tâm trạng và hiểu biết của họ thời chập chững như thế nào nữa. Tôi nghĩ rằng những điều này rất hợp với nhiều người. Vì tôi đang ở trong đúng cái chân núi đó. Tiền không nhiều, mắc sai sót hàng ngày, nhưng cũng có trải nghiệm và thành tựu nhất định. Thứ nhất, tại sao tôi lại ủng hộ bạn khởi nghiệp? Vì một nền kinh tế luôn cần có những người giải quyết những vấn đề ngổn ngang, luôn cần đến những sản phẩm dịch vụ mới. Khởi nghiệp thì tất cả thời gian là của bạn, thích làm lúc nào thì làm. Bạn sẽ giàu, rất giàu, siêu siêu giàu nếu thành công. Nhưng chuyện không dễ như thế, bạn sẽ có thể mất rất nhiều tiền, tuyệt vọng, gia đình mắng chửi. Tôi biết rất nhiều người khởi nghiệp nhưng không như ý và mất mát rất nhiều. Nhưng trong đó, họ đều trưởng thành hơn. Không có gì là thất bại nếu như mình học được điều gì từ nó. Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách, là tên của một cuốn sách rất nổi tiếng của Chủ tịch Hyundai. Bạn chỉ cần dùng đúng một tố chất là có thể trở thành doanh nhân được. Đó là yêu thích giải quyết vấn đề. Còn lại mọi thứ khác đều học và luyện tập được bằng ý chí và quyết tâm. Thế giới của những người khởi nghiệp thường không được nhiều người biết đến vì không có trường nào dạy, cũng không bao giờ được in trong quyển những điều cần biết về tuyển sinh. Đại học là dạy nghề để làm thuê. Các phụ huynh thì luôn muốn con mình ổn định, nhưng sự thật là nghèo ổn định. Biết bao giờ mới mua được cái nhà, cái xế hộp ở Hà Nội chật chội đấy. Thứ hai, doanh nhân khởi nghiệp là như thế nào? Để làm một cái gì đó thành công, thì mình phải thật rõ cái hình ảnh mà mình muốn trở thành. Doanh nhân không phải là người có nhiều tiền. Được gọi là doanh nhân, có từ nhân đằng sau, thì họ phải theo một cái gì đó lớn hơn chính sự thỏa mãn giàu sang của bản thân. Khởi nghiệp là để thỏa mãn ước mơ, đam mê, và vì những gì xung quanh xã hội mình đang sống. Cái tên của họ vẫn còn mãi sau khi họ đã chết. Điều đó mới thực sự đáng mơ ước. Họ luôn cân nhắc môi trường và lợi ích của người tiêu dùng với từng sản phẩm và dịch vụ của họ. Làm ra tiền bằng mọi cách chính đáng, chứ không phải bằng mọi giá. Thứ ba, cần chuẩn bị gì để khởi nghiệp? Vượt qua rào cản tâm lý để bắt đầu. Người Việt không có thói quen chào đón với thất bại. Họ không muốn con mình làm một cái gì đó mạo hiểm và họ sẽ bằng mọi cách ngăn cản. Gia đình thường muốn con mình tập trung học mà không biết rằng trường đại học cũng chẳng dạy gì giúp cho nghề nghiệp nhiều. Bạn phải tập cho bố mẹ quen với việc không thể can thiệp được vào tương lai của con mình nữa.
xác định cho gia đình biết là khởi nghiệp sẽ có thể mất tiền và mất nhiều thứ. Vì thế, không nên giày vò con khi ngã và hãy để cho con ngã vài lần, con sẽ tự đứng lên đi tiếp. Rào cản tiếp theo là giới hạn của chính bản thân các bạn. Bạn có một ý tưởng bạn cho là siêu phàm. Bạn dành vài tháng để nghĩ về nó, nhưng cũng chẳng dám làm gì với nó vì bạn ngại. Bạn quá thoải mái với vòng an toàn của mình và bạn tự thuyết phục bản thân mình rằng mình chưa đủ chín để thực thi ý tưởng này. Để vượt được rào cản này thì bạn phải tập được cho mình thói quen luôn và ngay. Bằng mọi giá, từ bỏ thói quen trì hoãn. Nếu để tới ngày mai thì sẽ còn ngày kia và tuần sau, tháng sau và không bao giờ nữa. Còn về việc thiếu nguồn lực thì bạn nên biết rằng khởi nghiệp là lúc nào cũng thiếu nguồn lực. Làm ít thiếu ít, làm nhiều thiếu nhiều. Thời điểm tốt nhất là ngày hôm nay chứ không phải là ngày mai. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ chỉ một bước đầu tiên. Muốn tắm nước lạnh thì phải dội nước vào chân mình trước đã. Đúng là nếu muốn vấp ngã thì chỉ nên chọn lúc mình đang còn trẻ và sung sức để đứng dậy được. Nghĩ nhiều mà không làm thì cũng giống như người làm mà không nghĩ. Thứ tư, học gì trước tiên? Giao tiếp, bán hàng. Bài học đầu tiên là phải biết quý trọng đồng tiền để thấy bố mẹ làm ra tiền vất vả như thế nào. Giao tiếp là kỹ năng sống còn để thành công, còn bán hàng là kỹ năng sống còn của doanh nhân. Hãy tham gia một công việc bán hàng nào đó mà cần mình phải vượt qua ngại ngùng nói trước đám đông và biết chấp nhận sự từ chối của người khác một cách vui vẻ. Học được cái tinh thần không bỏ cuộc là cực kỳ quan trọng. Khi khởi nghiệp thì đích thân chủ cũng là người bán hàng, kế toán, quét dọn, sản xuất. Bán hàng là một nghề vinh quang vì họ nuôi sống cả tổ chức. Hãy luôn coi mỗi lần bán hàng là một lần thử thách mình cần chinh phục. Tập bán thật nhiều các loại hàng hóa có thể để hiểu được cách giao tiếp với khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức khác nhau như thế nào. Tôi còn nhớ có lần sách rượu cần đến từng phòng ký túc xá xây dựng hỏi bán hồi gần Tết. Phòng nào cũng thích lắm, nhưng toàn đứa hết tiền chẳng thèm mua. Nghĩ lại hồi ấy thì cũng ngại ngùng thật. Bất kể việc bạn làm nó củ chuối đến mức nào thì sau này vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp. Vì thế đừng ngại làm những thứ mình chưa bao giờ làm. Thứ năm, bắt đầu kinh doanh nhỏ. Khi đã mặt dày thì hãy bắt đầu làm những việc mà cần mình phải bắt đầu làm, một việc nào đó mà mình phải đứng mũi chịu sào lo cho toàn bộ. Một số người thích kinh doanh và có một ý tưởng hay thường có một kiểu khởi nghiệp hài hước là dồn toàn bộ tiền của mình vào khởi nghiệp và làm cho nó thật hoành tráng và tử tế. Họ đâu biết rằng 99,99% phi vụ kinh doanh đầu tay là sẽ thất bại. Không phải vì ý tưởng tôi, mà do khả năng thực thi của họ chưa tốt. Làm một vài phi vụ kinh doanh nhỏ sẽ dạy cho bạn những bài học rất ngấm về tiếp thị, vận chuyển, hậu cần, chọn địa điểm, trang trí, bán hàng, đàm phán, mua hàng, chuẩn bị và lập kế hoạch, giữ được tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Học bơi thì phải uống chục lít nước trong bể mới thành được. Chỉ đọc sách không, không làm bạn trở thành doanh nhân. Phải đích thân xông pha. Nhiều giảng viên môn kinh doanh tệ là vì họ không gần với doanh nghiệp. Những gì họ dạy thường là từ sách, và số ít họ kinh doanh một cái gì đó thực sự, nên đừng trông chờ gì từ nền giáo dục đại học mà khởi nghiệp. Bạn học về chiến lược, thương hiệu toàn là những thứ dùng cho doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp khởi sự thì cái cần dùng khác sách giáo trình rất rất nhiều. Bạn có thể bắt đầu nhỏ như bán hoa, to hơn thì có thể là bán quần áo online. Và nên bắt đầu bằng một nhóm vài người, chứ không nên làm một mình để học cách làm việc nhóm nữa. Một phần rất quan trọng là phải bắt đầu xây dựng cho mình một hệ sinh thái khởi nghiệp. Không nên nghe lời, không nên ở gần những người có tư tưởng ổn định và an nhàn. Họ cố dìm bạn xuống cho ổn định được như họ. Họ sẽ nói cả ngàn lý do rằng bạn sẽ không thành công và ý tưởng của bạn là không đáng giá. Hãy tìm những người bạn muốn khởi nghiệp và những anh chị đã khởi nghiệp để học hỏi. Chỉ có những người khởi nghiệp mới nâng đỡ và mang lại niềm vui cho nhau lúc trái gió trở trời. Bên cạnh họ, bạn sẽ thấy khó khăn nhẹ đi và thử thách sẽ trở nên thú vị hơn.
Có những bài học không cần phải trả giá vẫn học được. Và không có người hướng dẫn thì bạn sẽ đi rất chậm. Đợi khi ra trường có công việc ổn định và thu nhập mới khởi nghiệp. Không, bạn chẳng cần kinh nghiệm từ các tập đoàn bằng khả năng xoay sở của bạn kia. Đọc sách. Đọc nhiều sách về kinh doanh và khởi nghiệp. Tôi đọc và nghe audiobook cũng khoảng từ 300 đến 400 quyển sách. Gần như tất cả những gì tôi làm và định làm là sách đã mang lại ý tưởng cho tôi hết cả rồi. Các doanh nhân tỷ đô cũng đọc cực kỳ nhiều sách. Các bạn trẻ ngày nay, những từ mà người ta đọc nhiều nhất chắc là lộ hàng, hiếp dâm, chân dài. Một tháng hãy đọc lấy một quyển sách, giảm thời gian đọc những thứ giải trí và chỉ thỏa mãn trí tò mò. 6. Kinh doanh thật sự. Thời điểm bạn đã có một ý tưởng tiềm năng đã đến và bạn muốn bắt tay vào làm cho nó thành một gia tài. Lúc này là tiền thật và người thật, không còn mang tính lướt sóng như trước nữa. Vì không biết được những điều sắp tới này nên rất nhiều bạn trẻ đã phá sản trong tức tưởi và tiếc nuối. Hãy tự viết nó lên tường và nhắc nhở mình không được quên. Luôn bắt đầu kinh doanh bằng việc thử nghiệm sức sống của ý tưởng trước. Bắt buộc. Bạn có ý tưởng làm đồ ăn chay giao tận nhà thì đừng vội mua đồ đạc, bàn ghế, đầu tư website vội. Hãy thử xem thị trường của bạn rộng đến mức nào và khả năng cung ứng của bạn đến mức nào. Làm thử một cái blog quảng cáo quanh khu văn phòng của mình, tự nấu nướng tại nhà và giao đi. Từ ý tưởng đến thực tế là cả một câu chuyện hoàn toàn khác. Thị trường có thể không lớn như bạn nghĩ đâu. Chưa gì đã mua rất nhiều đồ đạc, thuê nhà cửa thì bạn sẽ có thể lãng phí rất nhiều. Khởi nghiệp là để xây dựng gia tài, chứ không phải là để chứng tỏ bạn thông minh nhường nào. Lập kế hoạch và luôn tính toán từ trước. Rủi ro là đương nhiên, nhưng tính sao cho bạn không quá đau thương khi vấp ngã, vẫn còn chí hướng để làm tiếp. Nhiều người ngã quá đau nên cứ nghĩ lại là thấy sợ. Nên nhớ rằng ý tưởng rất rẻ, quan trọng là thực thi. Nokia ngày xưa là một công ty làm bột gỗ. Daewoo là một xưởng dệt may. Ý tưởng gì không quan trọng bằng khả năng thực thi của bạn lớn như thế nào. Có một công ty ở Mỹ trị giá tới 6 tỷ đô chỉ đơn giản là làm gấu bông theo đơn đặt hàng. Khách hàng được tự tay khâu gấu. Theo lời khuyên của một lão làng là chỉ nên khởi nghiệp với một ý tưởng cũ và mình làm điều đó tốt hơn. Mình làm có thể có lãi. Mình đáp ứng một loại khách hàng tốt hơn để đảm bảo khả năng thành công cao hơn nhiều. Đừng quyết chiến với một ý tưởng mà chưa từng tồn tại trên thế giới bao giờ. Khả năng thất bại sẽ rất cao. Thứ 7. Tiền. Máu của doanh nghiệp. Và thường là doanh nghiệp chết vì hết tiền. Do đó, khi bắt đầu, bạn phải tìm mọi cách và mọi giá để tiết kiệm tiền đầu tư vào doanh nghiệp. Thường chi phí sẽ bị đội lên gấp 3 đến 4 lần so với cái bản nháp trên trang kế hoạch kinh doanh của bạn. Phải chi li và tính toán sao cho mình đủ tiền kinh doanh trong vòng 1 năm. Đừng trông chờ là làm 3 đến 4 tháng có doanh thu sẽ bù để làm tiếp. Mua sắm đồ cũ, dùng phần mềm nguồn mở. Logo search trên Google, đồ cũ mình mua mà bán lại thì cũng được gần như giá trị lúc mua về, nên bạn sẽ vẫn giữ được rất nhiều tiền còn lại. Còn tiền là còn bày keo khác được. Hết tiền là bạn sẽ rất khó xin hoặc vay ai khác. Có một điều lầm tưởng là khởi nghiệp cần phải rất nhiều tiền, nhưng thực tế là cần khả năng xoay tiền của bạn hơn. Dù thế nào thì bạn cũng chẳng bao giờ đủ tiền để làm doanh nghiệp đầu tay đâu. Càng làm nhiều, càng thiếu nhiều. Và khởi nghiệp nên dùng tiền của mình, chứ không phải tiền của bố mẹ, để đảm bảo từng quyết định dùng người, từng quyết định mua sắm của mình là chính xác. Chỉ nên khởi nghiệp với đội ngũ sáng lập không quá 2 người làm điều hành. Người thứ ba thể nào cũng làm cho mâu thuẫn. Các bạn thử đếm các công ty lớn mà thành công chúng ta biết đều có 2 người hoặc 1 người. Google là Sergey Brin và Larry Page. Apple là hai bác Steve, Microsoft là Bill Gates và Paul Allen. Sai sót về tuyển người có thể kết liễu doanh nghiệp của bạn. Hãy chọn cho team của mình những người nào họ không làm việc vì tiền mà vì yêu ý tưởng. Chọn những người mình yêu quý được và chơi được để khó khăn còn thông cảm cho nhau. Chỉ chọn những người nào có tiềm năng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp của mình. Hãy đối xử với nhân viên thật tốt như anh em.
vì họ là những người mình gặp nhiều, quyết định chất lượng cuộc sống của mình mà. Chỉ có những người như thế mới làm cho lúc khó khăn và nản chí trở nên dễ dàng hơn. Khởi nghiệp sẽ hứa hẹn rất nhiều sóng gió và khó khăn đấy. Nuôi doanh nghiệp khởi sự cũng giống như nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Nó chỉ có mục tiêu là sống, có cái ăn và không mắc bệnh tật gì. Đừng cho nó ăn quá nhiều để cố gắng làm cho nó lớn thật nhanh. Tìm hiểu và áp dụng khởi nghiệp tinh gọn, tức là khách hàng cũng chính là một phần trong chu trình sản xuất và xây dựng sản phẩm. Như Google Docs là vừa làm vừa sửa liên tục theo yêu cầu của khách hàng, còn Microsoft Word là 2 năm mới ra một lần thì phát hiện lỗi cũng không kịp sửa. Các bạn thân mến, nếu các bạn đã nghe đến những phút cuối này thì có lẽ bạn có thể trở thành doanh nhân khởi nghiệp rồi đấy. Tủ sách nhỏ xin chúc các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ video tủ sách nhỏ chia sẻ. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công và sẽ có một ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp cho riêng mình. Rất mong các bạn sẽ like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé. Bây giờ, tủ sách nhỏ xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.